Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội mặt ngõ, kinh doanh tốt, thiết kế có thang máy, ô tô 7 chỗ đỗ cửa thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương sẽ giới thiệu với quý anh chị hai căn nhà xây mới nằm tại đường Trung Văn, quận Hà Đông. Hai căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 36 m vuông một căn, tất cả thì đều được thiết kế 5 tầng thông sàn. Giá đang được chào bán chỉ có 7,35 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Đông này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà riêng Hà Đông kinh doanh tốt nằm tại đường Trung Văn, quận Hà Đông mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Hai căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 36 m vuông một căn, đều được xây dựng 5 tầng với mặt tiền là 3,5 m và hướng tây bắc anh chị nhé. Đấy, thiết kế có thang máy. Phía đường trước nhà chúng ta đây rất là rộng rãi, ô tô 7 chỗ qua nhà, cách đường Trung Văn thì đâu đó cũng chỉ vài chục mét thôi. Đặc biệt là sát khu liền kề cũng như khu chung cư An Lạc. Căn nhà chúng ta thì có thoáng trước thoáng sau. Rồi hãy cùng em Phương loát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Với tầm diện tích này thì thiết kế thông sàn hết. Tầng 1 này thì ngoài để phòng khách ra thì chúng ta cũng có thể để kết hợp làm kinh doanh được. Đấy. Rất là rộng. Đấy, trước nhà thoáng. Đây phía sau này. Phía sau cũng đều thoáng đãng, mở được cửa sổ hết anh chị nhé. Hiện tại thì tầng 2 đang vào nội thất. Sẽ lên tầng 3 luôn. Thang máy 450 kg cho 6 người. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 7,35 tỷ thôi. Cho một căn nhà kinh doanh tốt, có thang máy, ô tô 7 chỗ đi qua. Rất là gần phố. Căn nhà chúng ta thì nằm trên đường Trung Văn, kết nối từ Tố Hữu đi sang Nguyễn Trãi. Mỗi tầng phòng rộng rãi. Đây là khu vực tầng 4. Tầng 4 thì cũng tương tự như tầng 3 thôi anh chị. Tầm này thì phòng ốc của chúng ta cũng sẽ tương đối rộng rãi. Khu vực tầng 5 là khu vực phòng bếp và sân phơi. Tủ bếp bây giờ rất hiện đại. Sân phơi phía ngoài. Đây, bên cạnh chúng ta là khu chung cư An Lạc cũng như khu biệt thự bên đó. Đấy. Rất là thuận tiện. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà kinh doanh tốt, ô tô 7 chỗ qua nhà. Đấy. Khu vực Hà Đông, đặc biệt là gần Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Và đừng quên bấm vào link trong phần bình luận và truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Bán Nhà Riêng Hà Nội để xem những video full về các căn nhà khác nữa anh chị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.